Ngày 17 tháng 5 tại Hà Nội, Hiệp hội Công nghệ chữ khối Việt Nam, Hiệp hội Blockchain Việt Nam chính thức ra mắt và tiến hành đại hội thành lập tại triển lãm quốc tế ICE. Theo quyết định số 343 QĐ-PNV được Bộ Nội vụ phê duyệt vào ngày 27 tháng 4 năm 2022, Hiệp hội Công nghệ chữ khối Việt Nam, Hiệp hội Blockchain Việt Nam được cho phép thành lập, trở thành tổ chức có pháp nhân chính thức đầu tiên quy tụ những người đam mê nghiên cứu và ứng dụng công nghệ blockchain trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Trong buổi công bố cũng có sự góp mặt của ông Phan Đức Trung, Phó Chủ tịch thường trực của Hiệp hội Blockchain Việt Nam. Hiệp hội Blockchain ra mắt mong muốn nâng một cái tầm quan điểm về phát triển blockchain, không chỉ là dự án mà đấy là những cái dài hạn về tầm nhìn phục vụ ứng dụng. Thứ hai, nó là một cái hành lang pháp lý kết nối với các cái cơ quan quản lý của Việt Nam để tạo ra một cái môi trường thu hút các nhà đầu tư vào ngành nghề dự án blockchain trên toàn cầu. Ngoài ra còn có sự góp mặt của một số đại diện doanh nghiệp như ông Hoàng Sơn Việt, Community của Binance, bà Đặng Thị Thu Thảo, CBO Cardiachain, Nguyễn Quân, CBO Cộng Trời, tiến sĩ Bùi Thanh Duyên, đồng sáng lập và giám đốc khoa học công ty Genetica, và đặc biệt là MCV Group, một trong những nhà sản xuất nội dung hàng đầu Việt Nam, COO MCV Go, công ty thuộc MCV Group. Ông Phạm Ngọc Duy Liêm cũng tham dự và chia sẻ về định hướng khi đầu tư vào mảng blockchain. Bên cạnh cái sản phẩm số thì chúng tôi cũng nhìn thấy được cái tiềm năng của công nghệ blockchain. MCV Group tự hào giới thiệu 3 dự án tiềm năng Speakable, Fund2Star và Smart Launch đang thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Speakable là ứng dụng hẹn hò tích hợp công nghệ blockchain. Fund2Star là cổng kết nối toàn diện và mang lại nhiều giá trị gia tăng giữa nghệ sĩ, cộng đồng fan và nhãn hàng. Smart Launch là ứng dụng chuyên tư vấn và cung cấp các gói giải pháp tích hợp blockchain cho các doanh nghiệp truyền thống, từ khâu ý tưởng đến phát hành token đến cộng đồng IDO. Trong khuôn khổ sự kiện triển lãm blockchain, còn có 11 công ty khác đang hoạt động trong lĩnh vực blockchain đến trưng bày giới thiệu những công nghệ mới tại các quầy booth trong buổi triển lãm. Cũng tại lễ ra mắt, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã công bố chương trình hợp tác toàn diện về thúc đẩy chiến lược ứng dụng blockchain trong kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia, và các đối tác là các hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức đào tạo trực tuyến để cùng tạo ra các sản phẩm công nghệ của Việt Nam tham gia được trong thị trường blockchain toàn cầu, cũng như phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực blockchain.